Sự việc liên quan một nam TikToker đi ăn tại quán phở ở Hà Nội nhưng bị đuổi vì ngồi xe lăn được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Theo nội dung bài đăng trên Facebook, tài khoản VML, tên viết tắt, với gần 150.000 lượt theo dõi, cho biết anh cùng bạn gái đến một quán phở Hà Nội. Do bị liệt bẩm sinh, anh L phải ngồi xe lăn. Khi nhờ nhân viên bê anh và xe qua bậc tam cấp, họ đã bị từ chối với câu trả lời, quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Đến quán phở thứ hai, L cho hay đây là quán quen, hai người vào ăn bình thường. Chỗ ngồi bé, L hơi chen vào chỗ bà chủ quán. Bà đứng phát dậy, mắng nhân viên. Ai nhận cái ngữ này vào đây ăn? Sau khi nhận được câu trả lời từ nhân viên rằng bình thường anh L vẫn ngồi đây, bà chủ tiếp lời. Không bán được, đã thế thì bà đứng. Anh L cho biết bữa ăn nghẹn ứ ở cổ, thật khó nuốt. Anh nói mình đã quen với cảm giác này rồi, nhưng bạn gái nước mắt bắt đầu rơi. Bài viết sau khi đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, hơn 47.000 lượt yêu thích, hơn 20.000 bình luận và chia sẻ. Nhiều người bức xúc hành động của hai quán phở có thái độ phân biệt đối xử với người khuyết tật. Bên cạnh đó, cũng có người nghi ngờ tính xác thực của bài viết, yêu cầu L nêu tên hai quán phở để làm rõ thông tin. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trong đoạn video VML đăng tải trên TikTok với nội dung Tạm biệt Hà Nội, nam thanh niên có ghi lại hình ảnh một quán phở gà trên phố Nam Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phóng viên Tuổi Trẻ đã trực tiếp đến quán phở này. Người phụ nữ khoảng 60 tuổi là chủ quán xác nhận L là khách quen, thường ăn phở vào buổi tối. Thì tôi bảo bây giờ ngồi thế này, chậm thế này làm sao mà bán được à? Em sang ngồi bên kia em uống một cốc nước rồi ngồi có vẻ thoải mái hay không? Tôi chỉ nói nguyên văn câu nói như thế thôi. Còn không có vấn đề gì mà xe mà đút ra thế này làm sao mà bán không nghĩ? Nói như này, ngồi như thế này mà thả cái xe anh ngồi ăn bên cạnh tôi làm sao mà bán được? Vấn đề như thế thôi. Vẫn bình thường mọi thứ vẫn khỏe đúng không? Chú ăn chú vẫn tươi cười, chú đi ra chú hay ăn tối. Nhưng mà ăn tối thì không có gì hết, thì bao giờ chú cũng ngồi đầu bàn này, con dâu tới nó bán. Thế chứ bây giờ là cái hôm ấy lại đúng mưa gió mẹ lúc giờ cân gà nữa thì bác này bác chật giọng thì bác chỉ nói câu ấy thôi. Chú cũng không có công gì là ngữ này ngữ trên mạng đâu. Không đúng. Nói thế là không đúng. Lúc đấy mình thấy mọi người nói là mình bảo cái câu là không đúng. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Hiện đơn vị này đã vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc.